Trên này thì thời tiết là bây giờ là. Ôi, anh chú đừng có thả đi xuống cái ruộng nhá. Không mà mấy nữa tại sao chân lại thủng á? Bây giờ đi vào trong thì có vẻ là cực kỳ là mát cô bác ạ. Ở trên này thì các bác đã nhìn thấy là lập đâu đó mọi cái là xong hết rồi cô bác nhé. Đây, đây bây giờ là hiện tại là 12 giờ là 56 phút này cô bác này. À, coi như là vừa điện thoại à? Điện thoại của ai đấy chú? Thế là coi như là hôm nay là không ăn trưa hay là bây giờ mới ăn trưa chú? Ba. Con chào các ông các bà. Kính chúc. Kính chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu. Cái thời điểm hiện tại ấy, thì là cũng phải nói là rất là xin lỗi tất cả các bác cô chú anh chị đã yêu thương từ cháu Lực gửi những cái tấm lòng vàng cho cháu Lực để mà đi hỗ trợ những cái hoàn cảnh khác đấy. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là hiện tại ngôi nhà của hai ông cháu thì đang đi vào và dần hoàn thiện, cho nên là cháu Lực sẽ ở đây là nhiều hơn để mà xem là mấy anh em thợ là làm mà tới mức nào rồi và xem là có những cái hướng nào mà còn sai sót không thì còn là biết bảo cho mấy anh em đội thợ. Thế là hôm nay là Mạnh ở nhà là làm gì đấy? Chào các chú. À, thế là nhà đun nước cho các chú thôi à? Ồ, rất là giỏi nhà. Bao giờ đi học? Không biết. Không biết á? Thế bây giờ Mạnh thử giới thiệu bản thân của mình một chút cho các ông các bà biết được không? Không. Hả? Có chứ, có. Có ạ, vào đi. Có ạ, vào đi. Có ạ. Rồi, cháu tên là gì? Mạnh. Năm nay cháu được bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 1A2. À, học lớp 1A2 đúng không? Vâng. Rồi. À, nhìn vào khuôn mặt thì rất là ngoan của bác ạ. À, cho chú mượn mic một chút nhé. Đấy. Xong là một tí nữa. À, khi là đi lên trên nhà ấy, các chú đang làm như thế này thì là Mạnh đừng lại gần các chú với các bác nhé. Một tí sợ rằng là cái đinh nó rơi xuống hay là tát sắt là rơi xuống nhá. Đi ra tận chỗ chòi bên kia nhá. Rồi. Dép này dép con gì mà rách hết rồi? Dép con chó rách hết rồi à? Ai mua cho? Chú nào? Chú nào? Chú Lực mua cho à? Thế nói to nhờ chú Lực xem nào. Rồi. Hãy thưa các bác. Các bác nhìn thấy là từ xa thì thấy là hiện tại là mấy anh em thợ đang tiếp tục là công việc là lập cái phần làm mái ở bên dưới này rồi. Đây là phần làm mặt tiền. Đây, hôm nay thì cũng không thấy là có ai ra hộ là hai ông cháu thêm nữa. Chỉ có là ông cùng với lại là mấy anh em đội thợ là cùng nhau để mà làm thôi. Anh ở video trước thì các bác là theo dõi được rằng là nhà của hai ông cháu là đã hoàn thiện là cái phần đằng sau rồi. Bây giờ thì còn là cái phần trước mặt. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video các bác nhé. Và cùng cháu Lực đi vào xem cái công việc hôm nay của mấy anh em đội thợ là làm những công việc gì các bác ạ. Đấy, thời tiết thì hiện tại là khá là nắng các bác ạ. Đấy, nhưng mà tranh thủ là trong lúc trời đang nắng thì mấy anh em thợ sẽ đi vào và lập để cho nó xong cái phần mái. Thì khi mà có ngày nắng, khi mà nắng mưa thì và vẫn làm được ở trong nhà. À, hiện tại thì xung quanh nhà thì đã hầu như là chắt hết rồi. Còn mỗi là phần mặt tiền là chưa chắt thôi. Trên kia thì chú Toán với lại anh Phòng là đang đi vào và căn chỉnh để cho nó chuẩn, xong là một tí nữa còn bắn mái. Chứ bây giờ không căn chỉnh một tí nữa bắn là sẽ lạch hết đấy. Anh à, thanh niên này chưa đi à?
đừng có đi ra kia nhá, được chưa? Rồi, ra kia là tí sợ là các chú bắn là không tiệt tay cái là máy móc này là vít này rơi xuống trúng đầu là nguy hiểm. Đấy, tôn thì đã chuyển ra hết nhà rồi các bác. Ở bên kia thì một phần là đã lập xong rồi, còn mỗi là một mặt bên này nữa thôi. Ôi, ở giật mình không? Đang căn cho nó chỉnh nhỉ? Chuẩn. Thời tiết hôm nay nắng phết đấy ông nhỉ? Này, tường này bắt đầu là khô hết rồi các bác này. Đấy, ông gửi lời chào tới các bác, ông các bà nào không? Chào các bác, các chị nhá. Hôm nay thì ông ở nhà là phụ mấy anh em thợ là làm gì không? Đưa tôn lên mái nhà. Đưa tôn lên mái nhà. Hôm nay thì liệu là có xong cái phần mái này không ông? Phần mái thì xong rồi. Chắc chứ. Và chắc là trong nhà thôi nhỉ. Bây giờ mấy anh em thợ mà lập như thế này xong thì mưa còn vào còn còn nào vào làm được. Ui ơi. Tôn là đưa hết lên chưa ông? Chưa. À đây à? Đang với lại là cô là đưa lên à? Mày đi lên trên đi. Đi lên trên đi. Đi lên trên chơi đi. Đi. Trên đây ấm vết nhỉ anh Toàn nhỉ? À chú Toán nhỉ? Trên đây ấm vết nhỉ? Đã. Sắp chín rồi à? Ở trên đấy thì bây giờ hiện tại là thời tiết đang nóng đâu bác, cộng với lại thêm là tôn này hấp nhiệt rất là nhanh nữa cho nên là rất là nóng. Chuẩn chưa đấy ông? Ông ở dưới đây ngắm là chuẩn chưa? Không mà mày nữa lập lạch là méo nhà đấy. Nhà của hai ông cháu thì giờ Lực cũng đã ghi hình lên và nói rồi là lựa chọn là cái màu xanh da trời các bác nhé, màu xanh da trời cũng như là màu xanh nước biển đấy. Sau khi mà lập nốt một bên này nữa thì nhìn trong ngôi nhà nó sẽ nổi hơn ở khu bên này rất là nhiều các bác ạ. Ai ở từ trên cao khi nhìn xuống thì cũng biết là dưới này là nhà của hai ông cháu rồi. Trên này thì thời tiết là bây giờ là khá là ấm cô bác ạ. Tô này thì có vẻ như là hấp nhiệt rất là nhanh cô bác. Thành ra là phải nói là khi mà bàn chân của chú đặt lên là rất là nóng.
Bắn tôi này thì cũng khi mà đặt lên ấy cũng rất là sợ bắn lạch của bác ạ. Thành ra là các chú phải dùng cái thêm cái thước để mà kẻ thêm. Ngày giờ này thì chỉ có là các cô với lại thêm là cả ông đưa tôn lên thôi. Có va chết chết đất thầu mà vậy chứ mà. Dê xem mà chết nám rồi dê ơi. Đi xem mới nằm lại được ạ. À, miếng của ông đang cầm nghe thì có nhiều rác quá của bác ạ, nhiều bẩn quá. Thế là bảo ông lâu thêm một chút, lâu qua một chút đó. Mày cũng rất là muốn ra hộ các chú nhưng mà máy chỉ có một cái thôi. Này có máy có hai cái thì chắc đến lượt anh Phòng rồi nhỉ, lại không đến lượt em rồi. Dê ơi, dê á, mò bà tỏ cả đang chết nằm đi xong mò ạ, nằm nữa ạ. Buồn, nó ngả, ông bà chết không ạ? Đeo bật răng đi, răng rãi được. Khi mà trèo lên mái nhà thì phải nói là nhìn đi xuống dưới thì một cái khung cảnh mà khá là đẹp cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì phải đi qua bên kia. Cái tôn này thì đi lại trên kia là trên này là rất thoải mái cô bác nhé. Một thời gian thì bắn được tầm độ 3 tấm rồi các bác ạ. Bây giờ thì lại tiếp tục giảm lên tấm thứ 4 rồi. Ôi, anh chú đừng có thả đi xuống cái ruộng nhá. Không mà mấy nữa tại sao chân lại thủng á. Chân trâu cũng thủng này. Bây giờ thì lại tiếp tục là ngôi nhà thứ hai ở trên kênh bản em hoàn thiện rồi. À, sắp hoàn thiện các bác chứ không phải là hoàn thiện. Trong thời gian tới thì nếu mà đi cháu được đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh nào các bác. Thì nếu như hoàn cảnh đấy được các bác là trợ duyên nhiều hơn và có thể là cháu được nhìn thấy là nhận ngôi nhà có thể là làm nhà để cho thực sẽ đi vào và làm. Còn có những ngôi nhà nào mà có những hoàn cảnh nào không có duyên với các bác thì có thể chỉ là giúp được cho những hoàn cảnh đó một cái phần nào đấy ở trong cuộc sống thôi. Đây, ở dưới kia là ông rất là tỉ mỉ của bác nhá, là khi mà thấy tấm nào bẩn đấy là ông lấy rẻ về lau cho sạch đó. Cái phần khoảng giữa này các bác nhá thì sẽ không bao giờ gọi là lập cho nó kín cả vì rằng là tí nữa còn mà tấm nóc để lên trên nóc này nữa. Hãy subscribe cho.
tay chị cái đi mẹ phải nhớ không được phải chút chút vậy. Ở trong nhà thì hiện tại là bắn được là đâu đó là gần một nửa rồi các bác ạ, cũng được 3-4 tấm rồi. Đây, bắn xong thì nhìn là ngôi nhà là khác hẳn hơn một chút. Nhưng buổi trưa là mấy anh em có thể là đi vào, khi mà bắn xong là vào nhà này nghỉ trưa được rồi. Đây, sau một cái thời gian thì là thưa các bác, sau một thời gian thì hiện tại là gần lập xong rồi các bác ạ. Bây giờ thì chỉ còn là độ tầm đâu đó là gần, đâu đó là hơn một tiếng nữa thì cũng đã hoàn thiện là cái phần là lập mái. Đây, một tí nữa sau khi mà lập những cái miếng này thêm thì nó sẽ nhìn là ra hình thù là ngôi nhà và nhìn là sẽ đẹp hơn. Đây, màu tôn của nhà hai ông cháu ấy, thì là sẽ cũng rất là nổi bật các bác nhé. Xung quanh thì là màu xanh của những cái tán lá cây này, và cộng thêm đó thì ở đây là mọc lên một cái ngôi nhà mà có một cái màu xanh nước biển với lại màu xanh da trời, nhìn hòa vào nhau thì rất là đẹp và rất là nổi bật. Mấy anh em thợ thì mỗi người là một công việc. Hay có vẻ như là đến bây giờ thì bắt đầu là trời chuyển nơi kiểu sắp mưa rồi các bác. Nhìn là trên mặt trời thì có, nhìn trên là bầu trời thì có những cái đám mây đen rất là nhiều. Ngày hôm nay thì không đi đâu làm gì được nữa không nhỉ? Làm được gì không? Nguyên là ở nhà là đưa tôn thôi nhỉ? Đấy là không có nắng mấy nhưng mà nhìn thấy ông toát hết cả mồ hôi đấy. Tại vì là dưới này là nó thuộc dạng là ẩm hơn các bác. Nó ẩm. Đấy, có bị bắn thủng nhầm lỗ nào không đấy anh? Nhưng mà này là chắc là em nghĩ là mấy đứa vẫn phải mua thêm cái keo silicon này về, về bị lại thêm một lần nữa. Đinh sắt kia thì sợ rằng nó bị rỉ nữa các bác, là sau này nó bị dò xuống. Trước mắt thì không sao nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn là sẽ bị. Hay hiện tại thì đâu đó là gần 12 giờ trưa rồi các bác. Mấy anh thợ thì bảo là như làm hết chỗ này xong thì mới nghỉ được. Đứng thế này đợi nhiều năm. Đưa tôn lên lâu quá là cũng làm thức ăn cho con muối chỉ nhỉ, con dín nhỉ? Nước này về nhiều hơn là về ít hơn không? Nhiều hơn đấy. Ồ, thấy là mấy hôm nay về ít hơn nhỉ? Ít hơn một tí thôi các bác này. À, nhưng mà có lẽ là chắc mấy nữa là chỗ này là vẫn phải làm thêm một cái hàng rãnh nữa. Có lá, có pi hụt à? Có cho phép nó đo lại có? Đo là? Cho phép đo lại. Phần bên này thì các bác nhìn thấy là cái tôn nó bị dư ra rất là nhiều các bác nhé. 1 mét rồi thì tha hồ là đang, chỗ đây là nó không bị ướt vào trong đâu. Nhưng mà đằng
thẳng cái phần tô này xuống này mấy nữa là cái chỗ kia là có bác này, thì vẫn phải làm một cái rãnh chảy xung quanh nhà của ông. Đâu vào trong đây đã xếp đây xin. Đào vào trong này không? Đấy xếp đá hết ở chỗ này đúng không? Tôi nghĩ là chỗ đằng sau kia ông ạ vẫn phải là đào ra đấy ông nhỉ? Tại vì là ông nhìn thấy là cái tôn kia nó đã bị, bây giờ nếu mà mưa là rơi xuống nó bị trúng đất ở kia rồi. Đấy, ông nhìn thấy không? Cái tôn này nó bị dư ra thì đến tận đây rồi không? Sau này là cái mỏ này nó vẫn phải kệ hào. Tôi nghĩ là sau này là ông ở nhà là ông khác đi kiếm đá này ông ạ. Ông kè hết đằng sau nhà lên. Chỗ này về. Vâng, đấy kè như này. Chỗ này bây giờ nước mà nó bị trôi vào một tí nó bị dò xuống thôi. Đều thấp đến đây ra làm dân số nước đầy đường xin làm ông kè xong là thấp dưới này xong là làm rãnh như này làm rãnh chạy qua này. Ở đâu đó là bây giờ tầm độ là thêm là 2-3 tấm nữa thì cũng hoàn thiện các bác ạ. Trong vòng một buổi sáng thì mấy thợ đã hoàn thiện gần xong cái phần mái trên này rồi. Ê, ông ạ, lấy cái tấm bò đấy ra kia đây ông ạ, tấm nóc ấy. Rồi, đi xe bốc rồi đèn. Mạnh với lại Giang không biết là chơi cái gì trên này đây. Biết cái khẩu bò, cái khẩu bò hả? Hả? Mày sẽ rua bị thủng không? Thủng ấy. Nó sắc tuột nó bờ. Nó bơm bơm nó cứng mà. Còn cái này là tấm nóc này các bác, nóc ở trên này. À ông ơi, ông ơi, ông nhớ ông lấy rẻ lâu lâu cái bẩn này không? Một tí nữa khi mà đưa lên thì nhìn trần nhà nó không bẩn không ạ? Bé ông ơi. Kéo hẳn ra kia đi ông. Chú cứ theo vũ sư đó nào mẹ. Thì bây giờ đằng sau phần này thì cháu được cũng lập là nếu đó cũng sư cũng sát chỗ lập vào đây là dư ra được tầm là 1 mét các bác ạ. Ê, ông ấy dùng cái đấy lâu thì một tí nữa khi mà mình lập lên nó không bị bẩn không ạ? Sao gãy rồi? Không sao đâu, cái đấy không sao đâu. Tại vì nó dài quá ấy. Ông bảo là con sen nào 11 mét đâu mà chả gập đôi. Được không? Không sao, một tí đưa lên trên là không sao không ạ? Thì chắc cũng khơi đây này. Dạ. Cái này quan trọng là bị, nhưng thế này nó bị thủng ấy, mình chỉ biết sợ không. Còn ở mấy cái mét này không sao. Cái này là lấy 11 mét thì làm sao mà con sen nào mà nó dài 11 mét được. À, thanh niên này sang đây rồi à? Đây có vẻ là nhà chủ toán ở ngay đây các bác. Thực ra là con đồ phú gì cũng hay ra đây. Ông mà kéo lên đây thôi ông, một tí nữa kéo nhấc, kéo từ bên này sang. Cái kia đưa lên rồi. Nhưng mà cái đấy là ông cẩn thận ông nhá. Sắc lắm đấy. Ông cứ để chỗ nào nó rộng rộng đấy sao? Chỗ này đó. Tấm không ạ? Mẹ ơi, biết bơm không ông yếu, sao bơm yếu éo, chú biết bảo cháu à?
Phải bơm, bơm bơm ở đâu không? Bơm bánh xe á? Ừ. À. Mình về bảo lấy cho nó. À. Nếp thôi đâu thầm thả giang thầm. Sau một cái thời gian làm việc thì hiện tại là bắn là gần xong rồi các bác, còn mũi tấm mấy tấm nóc ở trên này thôi. Đấy, chắc là ba người trên này nữa không sao đâu anh nhỉ? Này sáu cầm cho. Ôi, phòng này lên trên này không cần đội mũ à anh? Thưa các bác, hiện tại thì là mấy anh em đập đội thợ đá lập coi như là gần xong rồi các bác ạ. Ở trên phần trên đó thì chỉ còn một tấm bò nữa thì là cũng lập hết rồi. Đấy, tuy nhiên là ở gần quá thì ghi hình thì cũng không thể mà nhìn thấy hết được cái sự hết được cái ngôi nhà của hai ông cháu, cho nên là cháu được xin phép là di chuyển ra xa xa một chút các bác nhé. Như các bác nhìn thấy hiện tại thì sau đó sẽ có một chút là một bên cao một bên thấp ấy các bác, thì do là hiện tại là cái phần thứ nhất là ở phần sân kia các bác này còn chưa được đóng phẳng, cho nên là nó sẽ bị cao bị thấp các bác nhé. Tại thời tiết thì khá là nắng nóng, nhưng mà mấy anh em đội thợ vẫn cố gắng để mà làm xong cái buổi trưa ngày hôm nay các bác ạ. Đến thời điểm hiện tại thì là cái phần mái thì coi như là đã lập xong rồi các bác ạ. Phải cũng rất là cảm ơn tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân trong thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với cháu Lực. Hay lập phần mái xong thì ở đâu đó là ngôi nhà là tầm độ hoàn thiện được tầm độ 70% rồi cô bác. Còn những phần trăm còn lại thì là hoàn thiện nốt là cái phần ở bên ngoài này. Đấy, bây giờ đi vào trong thì có vẻ là cực kỳ là mát của bác ạ. Ở trên này thì các bác đã nhìn thấy là lập đâu đó mọi cái là xong hết rồi các bác nhé. Hay phải nói là khi mà vừa mới làm phần móng ấy thì nhìn ngôi nhà nó trông khá là hẹp của bác đấy, nhưng mà khi hoàn thiện thì là ngôi nhà rất là rộng rãi luôn. Đấy, bên này thì một tí nữa sẽ lắp tấm bò lên thì nó sẽ không có bị hở nữa. Đấy, ở ngôi nhà của hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho các bác khá là nhiều lần rồi. Và nhà của hai ông cháu thì cháu Lực sẽ không có để làm cái bếp củi nữa. Cái bếp củi thì cháu Lực sẽ di chuyển là ra phía bên ngoài để cho nấu nướng này kia các bác, nó sẽ không có bị khói là lan vào nhà. Một thời gian sau thì nhìn trong nhà thì rất là bẩn, cháu Lực sẽ không lựa chọn nữa nếu như mà không có được gìn giữ cho nó sạch sẽ đấy. Ở nhà thì trước khi mà làm ấy, bàn giao cho những hoàn cảnh các bác thì cháu Lực cũng đã đều là được bên xã này xuống và cùng cháu Lực để mà bàn giao và thay mặt Mạnh Thường Quân nữa. Ôi, dây điện đã dùng hết xong đâu?
Bây giờ này. À, bây giờ nắng quá rồi anh. Anh vừa đi rồi. Bây giờ thì là nắng quá rồi các bác ạ. Có lẽ là cái phần nóc này thì là sẽ buộc để buổi chiều. Đến là buổi chiều nay thì mới bán được nữa. Thế là tô này là bán xong hết đúng không anh? Xong rồi nhưng mà cái nóc không dám bán nổi giờ này. Vâng, thế là nguyên cái nóc này đúng không? Đúng rồi. Anh vừa đi không chịu được, phải quay lại. Vâng. Bây giờ đang là mấy giờ rồi à cô? Chả biết, xem. Có đồng hồ điện thoại ở đây sao đây này? Phải chuẩn toán đây sao ấy? Đây, đây bây giờ là hiện tại là 12 giờ là 56 phút này các bác này, là coi như là vừa điện thoại à? Điện thoại của ai đấy chú? Thế là coi như là hôm nay là không ăn trưa hay là bây giờ mới ăn trưa chú? Hay làm tiếp? Làm tiếp rồi. Làm tiếp à? Có cái nước rồi nhỉ? Đi vào trong nhà ngồi cho nó mát anh. Chiều bắn thôi, nhiều đúng được không? Bắn này ở bao cả đắng à, dạ ở bao cả mang mặt cần được tay mình lướt. Đi nào. Hãy vào trong nhà ngồi xem là cái thành quả mà mấy hôm nay chú cháu mình xem là có xứng đáng không? Nghe chừng có vẻ mát hơn rồi nhỉ? Ơi giời, nó đấy. Ôi giời ơi. Đây rồi, đây tuổi nắng nắng này. Chưa nên ăn cơm đây là được đấy chú nhỉ, chưa nên. Cơm đây rồi đấy. Lấy nước này chú. Vâng. Cái dàn giáo này là mấy chú là vẫn chưa tháo ra đâu nhỉ, để mà chắt đấy. Vâng, vừa mới làm đấy. À, sáng nay vừa làm chú dàn giáo này. Lúc mà lên móng cảm giác như là hẹp hẹp ấy nhỉ, nhưng mà bây giờ nhìn trong nó rộng rãi hơn. Vâng. Dạ. Vâng. Nhưng mà này phòng khách nhìn theo chú là bây giờ nếu mà để ngồi tầm được tầm bao nhiêu mâm? Chắc 3 mâm là cái kim thôi nhỉ? 3 mâm là số đi lại đấy. 3 mâm là đúng rồi. Bên kia nó ra bàn thái cái kia còn đường nó đi. 3 mâm được. 3 mâm là 3 mâm là sẽ hơi chật rồi đấy. Đau. Cái nhà này nó nọ mà làm ra đằng sau thì ra ngoài thoải mái rộng. Mâm chưa L cũng được mà. Mâm chế L cũng được hả? Cứ ngồi xuống đây xong rồi ngồi dán. Ông thà là tôi bắt em không đi mang xin gì. Không phải năm nữa nữa. Ô, cô nó nghiền. Ông cúng một chốt không? Nó thảo à? Trong đấy xe nó có là gì? Lập xong à, nhìn mát hả? À. Cái chén nhỏ nhỏ kia đâu hết rồi nè, coi. Cái này dọn sạch sẽ nhưng bây giờ là giải cắt ra là ốp được đấy nhỉ? Chú nhỉ? Cả một lớp mới ốp được. Đấy, nhưng mà đâu đó là vẫn phải hoàn thiện là phần chắt bên này nữa thì mới mới đi vào và làm cái phần nền được. Đấy, có vẻ là cái có một số viên gạch là nó lâu quá rồi các bác. Bây giờ các bác nhìn thấy nó kiểu hơi hơi mọc rêu một chút rồi. Nó bị ngấm mưa nhiều quá ấy. Lấy gạch được 2 tháng thì mới tiến hành vào làm nhà. Đấy, thưa các bác, hiện tại thì là cái phần mái ở trên này thì đã lập là xong hết rồi các bác. Còn là mấy tấm bò trên kia thì hiện tại là thời tiết là nắng quá nên là mấy anh em sẽ tạm dừng nghỉ ngơi một chút để chiều nay thì sẽ tiếp tục mấy anh em thợ sẽ hoàn thiện ở cái phần trên. Vào trong này ngồi thích hơn là ngồi trong lán thích hơn không? Trong đây thích hơn rồi. Trong đây thích hơn rồi à? Ừ. Đúng rồi, tối là ra đây ngủ là được đấy nhỉ? Ừ. Nhưng mà bây giờ nếu mà vào ngủ ấy thì là mình có phải chọn ngày đẹp vào ngủ hay là ngày nào mình ngủ cũng được không? Ngày đẹp chứ. Anh ấy, à
Thế bây giờ nếu mà gió to quá thì mình vào ngủ được không? To quá là về nằm một tí thôi. Vâng. Thế là mình là thấy nhà của mình là màu gì đấy? Lập màu gì đấy? Xanh. Màu xanh gì? Xanh nước biển. Màu xanh nước biển à? À, ai dạy mạnh là màu xanh nước biển đấy? Ông dạy à? Nào cho chú xem mú nào. Ây mà mú đã khô đâu. Này còn ghi là xin mạnh, không biết là ai ghi cho đây nhỉ? Ai ghi cho ấy? Cô giáo ghi cho á? À, cô bé à? Cô ở bên kia ghi cho à? À thì ở cái video này thì cũng khá là dài thưa cô bác ạ. Tức là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này ở đây thưa cô bác ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong thời gian đã đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp đỡ được cho hai ông cháu đến thời điểm hiện tại. Bây giờ thì nhà của hai ông cháu là đâu đó là được tầm độ là 70% rồi cô bác ạ. Còn chát ở bên trong với lại ốp lắp, thêm là lắp cửa nó thôi thì là hoàn thiện rồi. Đây có lẽ là cái video này cháu Lực cũng xin được và kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Con chào tạm biệt các bà. Chào các anh các chị. Rồi nào Giang, để mình chào tạm biệt tới các ông các bà nào. Con chào các ông các bà. Rồi nào anh Phong ơi. Cháu Hoa chào tạm biệt các ông các bà. Có vẻ hôm nay lập mái xong hơi buồn anh, sắp hết việc à? Hết việc anh thấy hơi buồn nên làm xong biết đâu làm cái gì. Anh yên tâm là sau này anh em mình nếu mà có duyên thì còn đồng hành cùng nhau nhiều nữa.